chum hiên tì bay chắp đam cầm nát connection nơi lơ mà xin client đâm bay remote mà can server tam rồi chạy VPN tì mối nơi lơ mà xin client đại chỉ là đại miền IP chỉ lén đại miền IP mà rồi cài pí son son đập pí chắc miền này tha việc say mà can ạ mà xin server đại miền IP pí rồi bay mà rồi sai buôn đập muối sang buôn đập bàn đây chắc lúc ta tự nhiên gặp nhiều màn thời VPN hay chập làm mối việc say màu chắc ní cứ riêng nơi lơ mà xin client đại miền IP rồi cả phí xôn xôn đập phí chẳng chạp đam ở machine nâng access mà cán VPN server chẳng bây thơ connection VPN server bán tìm mối cứ dương mạng xâm này lưu mạng network giờ property chạy tờ lơ create a new connection your connect to the network at my workplace chẳng lẽ nó do VPN do private private network chẳng lẽ đặt chung của bạn là sẽ chết cứ chỉ IP của server. Chứ như thom nát mình là đăng tới những miền để sản phẩm thì chúng ta luôn đăng. Cái sát khăn là desktop. Mà chẳng là trong cái lại username và password. Chẳng lấy nhầm xong cancel cho các bạn cho lắm. Vì nó dùng mình cái này xanh này là desktop mối nhưng nó bật lại lửa bị đó chắc là trong username và password này mình thay user nếm cái chung mua user account này thật bây giờ bật cả nó không ảnh theo địa chỉ hắn cái password vào phía chắc user nhưng lại chung mua thằng đi đá password mối bị bày chắc chắc đang còn này chắc là pay việc này bán khi nó viên nó trên cái này xanh internet network lại đi mối tiết chắc chắc đang còn này mà chân đi ca cái này tập bàn chụp chạy chân nó p là dân cái này tới cứ dân cứ IP là bom mà xin dân cứ IP một loại IP bot server tạm bắt IP server bật bật cốt cứ một loại IP son son mồi ấy bật nấy đời sao VPN này trang như thơ PPP TP ní viên đang forward ở thả ở kia đang trong một xin bao giờ là pin này kia mới cái khởi lịch pin là bắt đầu mình chỉ lịch pin tới kia lịch mùi chắc mình là đang ở bắt tay nên chụp IP lại lại ăn bao giờ kia lịch mùi miền này thả dương trang xe để ta đi trong tiền ai cái sao pin xin server từ IP mà rồi cái pin son son lịch pin bắt tay bảo sân bị server một trong một dòng ai ta pin lực lại ăn vĩnh cứ rồi cái pin son son lịch mùi vĩnh chẳng sao là bằng tệ chẳng dương mà mơ nên lên mà xin mà xin server dân đi vấn ní khi chị IP bom xin server dân bà chẳng nông ca lấy cho mòm xin lại ăn vấn nhằm là bây tiền ngày xa chẳng cho thòm đá IP server dân cứ rồi cái IP xôn xôn lịch mùi các bạn ta lịch mùi cửa đá thì mình này thà cứ VPN bao giờ nó bị point vì forward bị lệch mỗi tờ chỉ lệch pi vậy chẳng lệch pi bằng việc làm nào cả và ní cứ chia port miễn là không machine server bởi dương chẳng những ai tiền ai xa tiền ai bàn tạm giờ VPN đang bàn phần tái bởi chấm port server vậy tiền tờ lệch xôn xôn pro mùi vậy chúng mình chơi nhà chấm đốn nó là sai chấm đốn này mang prap pin merian môn hay mà này tha về xa này là user này là administrator cái đặt password lúc cái dân bao kệ má vì lên tiền rút nhà nó ngay chắc nhầm trôi được không trôi được không computer bật lên anh nhầm đặt password merian môn nhầm mang prap hay chấm đốn nó
thôi mà lịch lịch pram dương tới chứ nhưng tôi lọc mà lơ mà xin lại mà xin server đang tiết xe đá nè bên nó vừa lên chạy error và dùng vào username password chẳng những cái chìa khóa mình ta lấy lên machine client chẳng như mình chọn lựa data đi á chẳng không data tí đi miền folder cd diamond audio miền file một chấm nôn nằng là dùng tiền xa phim machine client vậy cho nên cho mình lựa client mới không tải đi mà ta miền đồ để dùng mọi để server bán tiền nhưng nó nè miền đồ cái gì mà chúng mình thay dương mình thay dương nơi cái lại na cái đó cái dương ai remote tạm vậy VPN bằng được kia bằng ở dương miền internet anh nói cái thưa VPN vì nghi sru nông ca sẽ ta phi chậm ngay hai vì mình sử thì đời bộ hacker nông mero em ai hack bao nhiêu mùa dương ba này và chắc nông ca thưa VPN là ba mình chọc